Dạ, xin chào anh chị và quý khách hàng nha. Hôm nay thì em xin sẽ lên cho anh chị một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu nhà Mitsu nha anh chị. Một chiếc Xpander Cross sản xuất 2022, hàng nhập Indo nha. Odo hiện tại 14.000 cây và bên em đang bán với giá là 569 triệu vào rút hồ sơ. Thì xe ngoại quan nó dòng màu giống như là màu xám bạc anh chị. Phần đèn này, đèn bi này, đó. Mạ chrome này, phần đầu này anh chị, cam 360 này, đó, có đủ rồi nha. Đèn gầm này anh chị nè. Rồi mời anh chị cùng vô bên trong nội thất cùng em nhé. Đó, đèn cam 360 nè, đầy đủ hết rồi anh chị. Nhà nội thất bên trong thì ghế da anh chị nha. Odo chuẩn theo xe 14.049. Màn hình này cũng khá là rộng nha anh chị nha. Cần số da, ok, thanh tay điện tử này anh chị. Auto hold. Vô lăng nói chung còn là khá là nhám nha anh chị nha. Các nút tích hợp này còn rất là rõ cho mình. Có bọc cho mình cái bệ bên đây cho nó đỡ xước xe. Điều hòa trước sau là có đủ nha anh chị. Đó. Đây, hàng ghế phía sau khá là rộng rãi nha. Có cho mình cái chỗ cắm sạc phía sau này anh chị. Điều hòa này đầy đủ ạ. À, hàng ghế phía sau đây. Để đầy đủ 7 ghế thì nó sẽ như thế này nha anh chị. Xe thì máy xăng 1.5 nha anh chị. Phía sau cũng có cho mình được cảm biến lùi rồi nè, cam lùi nè anh chị. Phía sau chủ trước cũng đã bọc cho mình cái chỗ đây cho nó đỡ dơ nè anh chị, cũng bỏ đồ nó đỡ dơ đỡ ướt nè anh chị. Còn rin của nó đã nỉ đây nè. Những cái nó bị cấn vậy ta. Xe thì dán phim rồi, đầy đủ hết rồi anh chị. Dán 3M rồi nè. Về phần mâm lốp của xe đây nha. Nói chung là xước xác thì không tránh khỏi rồi anh chị. Xe mâm 17 nè. Lốp rin theo xe 3722 đây nha. Xước xác thì không thể tránh khỏi vì hầu như xe đã qua sử dụng thì phải có nha anh chị. Đăng kiểm còn tới tháng 9 2025. Anh chị đưa được hơn 5,5 nữa. Để em mở động cơ máy móc cho. Xe 7 chỗ bữa giờ anh chị hỏi cũng nhiều. 2024 25. À, đăng kiểm là 2024 nha anh chị nha. Còn phí đường bộ sau đây là hơi ngược lại. Vì bình thường là đăng kiểm thì nó sẽ dài hơn. Còn cái phí đường bộ là khách chỉ cần đóng 1 năm hoặc là 2 năm. Cái này tùy anh chị. Cái này là đăng kiểm còn tới tháng 9 2024. Còn phí đường bộ là tới tháng 9 2025 nha anh chị. Đây, còn về phần động cơ máy móc đây nha. Ốc rồi nè anh chị nè. Cam kết cho mình là văn bản đầy đủ nhé. Keo chỉ xe này, nguyên rin nguyên bản cho mình nha anh chị. Dạ, nếu như mà anh chị tìm kiếm cho mình một chiếc xe 7 chỗ mà tiết kiệm nhiên liệu thì có thể quan tâm tới chiếc Xpander Cross sản xuất 2022 14.000 cây với giá 569 triệu này nha. Có thể ghé trực tiếp cửa hàng bên em, Vàng Trung Gia Lai, 276 Nguyễn Tất Thành để mình xem xe, tham khảo, trải nghiệm nha anh chị. Còn nếu như mà anh chị ở xa mà cũng quan tâm tới các mẫu xe bên em thì liên hệ cho em Xuyên nha. 092 932 5679. Em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm những phần anh chị đang còn quan tâm thắc mắc. Nếu như mà anh chị cũng thấy này, thì cửa hàng em đang trống thì anh chị có nhu cầu bán xe hoặc biết ai bán xe thì liên hệ cho em giới thiệu. Thì bên em khi mà bên em thu được, bên em sẽ có 2 hồng cà phê cho mình anh chị nha. Dạ rồi, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của những chiếc xe tiếp theo tại Toàn Trung nha.